Còn có hai con hỏi về thiền định như sau, Tôi giải thích giúp con một người nhập diệt thọ tưởng định thì trong định này có được xem là niết bàn tạm thời hay không? người chứng được tầng thiền này chỉ có bậc thánh a la hán tam minh lục thông. ngoài ra phàm phu chứng cao nhất là tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng phải không? Tên gọi diệt tận định có phải là một tên gọi khác của diệt thọ tưởng định không? Thì cái tầng thiền này đó là một vị thánh ana hàm mà chứng được chứng được uh, phi tưởng phi phi tưởng thì vẫn có thể nhập diệt thọ tưởng định nha. Uh, đó là, đó là cái yêu cầu thấp nhất. Còn vị thánh a la hán á, thì không cần phải có tâm minh lục thông mà chỉ cần có cái lậu tận minh thôi, tức là một vị a la hán thường à, mà tu chứng được tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng thì vẫn có thể nhập diệt thọ tưởng định. Và cái diệt tận định đúng là tên gọi khác của diệt thọ tưởng định. À, khi Đức Phật ngồi thiền 49 ngày dưới cội Bồ đề thì ngài sẽ xuất định sau mỗi 7 ngày để nuôi sống cơ thể hay ngài ngồi xuyên suốt 49 ngày không xuất định, không ăn không uống. Ở trong kinh tạng á, là trong suốt 49 ngày này đó, 49 ngày này thì Đức Thế Tôn không có ăn uống gì hết. À, do một cái phước đặc biệt đây là cái lần duy nhất trong cuộc đời Đức Thế Tôn là trong thuốc 49 ngày không có ăn là cái phước đó do đâu? À, là do ngài thọ à, dụng 49 cái vắt cơm sữa của nàng ta cúng dường cho ngài đó, cúng dường cho ngài cơm đó. Ngài bóp ra làm 49 vắt cơm. Thì 49 vắt đó đó nó nuôi sống ngài trong 49 ngày. Và chính bởi vì như vậy đó cái phước của nàng Sujata rất là lớn chứ không có không hề nhỏ. Ờ, và đây là lần duy nhất lần duy nhất uh, trong cuộc đời của Đức Thế Tôn làm cái chuyện này. Còn về sau á thì ngài chỉ có nhập định trong 7 ngày thôi. Ừ.